Quý vị và các bạn thân mến, một phóng viên thể thao đi theo đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Dubai được cho là đã dương tính với COVID-19 và đã được gắn số bệnh nhân đưa đi cách ly điều trị. Và cũng theo chia sẻ từ kênh YouTube Vlog Minh Hải vừa mới đây, một phóng viên thể thao đã bị nhiễm SARS-CoV-2. Lịch trình di chuyển của phóng viên dày đặc đi gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người của phóng viên này trong những ngày đặt chân đến Dubai được phóng viên này chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân. Mặc dù đã nhận được những cảnh báo từ các đồng nghiệp và khán giả comment nhắc nhở là hãy giữ cho chính bản thân mình và giữ cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, những lời căn dặn đều bị bỏ ngoài tai. Tại Dubai, mỗi ngày ước tính có hơn 2.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Nhưng mọi di chuyển, nhậu nhẹt, ăn uống và gặp gỡ người ngoài, như chia sẻ của anh chàng phóng viên này trên kênh YouTube cá nhân, phải nói là vô cùng hồn nhiên à. giữa tâm dịch. Ngay sau khi bị dương tính với SARS-CoV-2 và bị đưa đi cách ly, thì một số video gặp gỡ, ăn uống, nhậu nhẹt trên kênh YouTube cá nhân của phóng viên này đã tự gỡ xuống. Cho tới thời điểm này, cũng không rõ phóng viên ở cùng phòng và các phóng viên ở cùng khách sạn có bị sao không. Nhưng tất cả các F1 này coi như đã kết thúc sớm sứ mệnh đưa tin tại UAE kể từ giờ phút này. Có thể những rủi ro tiếp xúc gần của phóng viên này và đặc biệt là ngồi chung trong phòng họp báo đang làm tất cả mọi người vô cùng lo lắng. Kể cả những người đã tiêm đủ các liều vaccine cũng không có nghĩa là an toàn 100% trước COVID-19 nên đó là điều vô cùng lo lắng cho các thành viên đội tuyển việt nam trong trường hợp xấu nhất tuyển việt nam không được thi đấu với uae mà bị xử thua thì đó là điều vô cùng đáng tiếc cho thầy trò huấn luyện viên park hang seo và cả dân tộc việt nam đang đứng trước ngưỡng cửa mở ra thế giới mới và từ xưa đến nay nó chỉ có trong giấc mơ hy vọng những điều xấu nhất này sẽ không xảy ra